Trúc Tâm Điện tử Ảnh Phường xin gửi lời chào thân thương tới đại gia đình yêu âm thanh. Hiện tại thì anh Phương đang về rất nhiều hàng để cho các bác có thể phục vụ về việc chơi gia đình cũng như là anh em làm sự kiện. Bởi vì trong thời điểm này thì anh Phương thấy rất nhiều anh em đang có nhu cầu đầu tư những bộ dàn array đỉnh cao để đi làm sự kiện. Thì ngày hôm nay anh Phương đang về một lô hàng, đó là dòng loa sự kiện RCF Bắt Neo 30 và Chép Neo. Có 4 cặp tay, tức là 8 quả, với lại 2 quả súc đơn 50. Đây là một combo array. Bác nào quan tâm đến combo này thì có thể nhắn tin cho em. Em sẽ gửi hình ảnh để các bác lựa chọn. Đấy. Bộ này thì cực kỳ gấu và rất giá trị. Dòng Bắt Neo 30 của RCF thì chắc các bác biết rồi. Nó không phải là những cái dòng bình thường như các bác thấy rằng là gặp trên thị trường, hoặc là cũng không phải không thể so sánh nó với những dòng loa array gióng. Bởi vì trên thị trường nhiều anh em là mua thùng, mua bát, mua phân tần, mua chép về gióng, nhưng mà em nghĩ rằng là các bác nên tìm mua hàng bãi, nó sẽ chất lượng hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Vì cái bộ sản phẩm về loa bao giờ nó cũng phải có sự cộng hưởng của thùng với này sự điều chỉnh của phân tần với lại công suất của cái quả bát, quả chép. Một cái sản phẩm đấy nó ra thì nó phải trong quá trình nghiên cứu của những ông kỹ sư, những ông đầu ngành của âm thanh thì mới ra được một quả loa, chứ không phải là chúng ta cứ mua về chúng ta ghép mà nó kêu mà nó hay được, đúng không các bác? Thà các bác mua hàng bãi mà nó vừa tiền hay hơn hàng gióng. Và đây là một đôi súc kép B3 Z218. Đôi này cũng mới về sáng nay, em chưa vệ sinh, chưa tút tát gì cả, tất cả còn nguyên bản. 2 bát 50. Đấy, 2 bát 50 từ 22 con 100. Nói đến B3 là nói đến một trong những cái sản phẩm cực kỳ hay. Con này thì thùng của nó thiên về chiều sâu, cho nên là nó sẽ phục vụ chuyên sâu về sự kiện. Cũng có một số cái dòng súp B3 thì cái thùng nó mỏng hơn. Đấy, thùng mỏng hơn thì khi đó chúng ta đánh thì đánh ở không gian hẹp hơn. Chứ còn con này thì bất kỳ không gian nào cũng đánh tốt. Em đang tính là vệ sinh đôi này ghép với dàn RCF với này đôi mid nâu. Nếu mà đôi súp đơn 50 này em sẽ làm mid nâu cũng được. Làm chia qua ba quay luôn, cho thành một dàn khủng luôn. Đấy. Và ngày hôm nay thì em về thêm những quả súp 50 của JBL 518S, hàng made in Ueda các bác nhá. Hết pin anh. Hàng thùng vỏ rất là đẹp. Quả này đang có giá rơi vào tầm 19 triệu một quả các bác. 19 triệu một quả 518S. Còn nguyên cả tem Mỹ các bác nhá. Tem này là tem zin luôn. Và đây là một đôi súp 218. 218 hàng bãi MDD200. Quả này hiện tại đang có giá là 11 triệu 500 ngàn đồng một quả. Em báo giá công khai luôn để các bác chọn. Còn đây là hai đôi 925 MR925. Giá thành của nó rơi vào 29 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Còn đây là đôi 515. 515 thì đôi này là đôi Mỹ Nòi, giá của nó 28 triệu 500. Mexico sẽ có giá là 28 triệu. Còn đây là 4735A. Đã được vệ sinh sạch sẽ rồi, như mới luôn. 4735A hiện tại đang có hàng rất đẹp. Đôi này hiện tại đang có giá rơi vào tầm 37 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Còn đây này em đang cho vệ sinh một quả súp 415S. Hôm nay về được 2 quả 415S. Dòng này là 15 triệu một quả. Súp bãi bát 40 từ 22 côn 100. Đây, bát vào đây các bác. Đấy. Từ 22 côn 100 nha các bác nha. 415. Và hôm nay này có thêm một cái cặp này nữa này. Cặp này là cũng về sáng này. 902. Hàng còn nguyên mút xốp ở lỗ này các bác này. Hàng còn đẹp như mới. Đôi này đang có giá là 21 triệu 500 ngàn đồng. Hôm trước có nhiều anh em đang săn cái hàng 902 này thì hôm nay đang có đấy nhá. 902. Và sang bên này chúng ta có một đôi nữa, dòng loa 4 đường tiếng của JBL. Dòng này là 47
4722. 4722 2 bát 30 từ 22 côn 100. Với một chép kèn từ 22 côn 100 với một chép xì nữa. Đấy. Dòng này là 4 đường tiếng mà ngày hôm nay các bác sẽ nghe kỹ cái giá này, không phải là giật mình đâu mà là cực kỳ giật mình. Với cặp loa này em đang bán cho các bác với giá chỉ có xem nào. Đôi này ngày hôm nay sẽ bán cho các bác với giá là 43 triệu đồng. Bán giao lưu một đôi này trong cái mẫu này, trong cái mã này. Thì em dành riêng một đôi này ra bán với giá cực kỳ hợp lý. Chưa vệ sinh các bác nhá, mới về sáng nay. 4732 ai. Cặp này đang có giá 43 triệu đồng. Hiếm có, khó tìm. Và chắc chắn rằng không có cơ hội cho người thứ hai. Cho nên là anh em nào mà theo dõi mà nhìn thấy cái cặp này là chốt luôn cho em nhá. 43 triệu. Đôi này là đôi 112M. Hàng đã qua vệ sinh sạch sẽ rồi. Đôi này hiện tại đang có giá là 11 triệu 500 ngàn đồng cho các bác này. Bát 30 chép kèn. Hàng này thì về lời ca của nó cực hay. Giá thành hợp lý, đầu tư dễ. Anh em nào đầu tư đến cặp này alo cho em. Như vậy là chúng ta cũng đã lướt qua một vài cái mã mới về, về những cái cấu hình âm thanh, những sản phẩm và báo giá chi tiết cho các bác rồi. Anh em nào đầu tư được ở tầm nào thì alo cho em. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.